đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành. Tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp, thì chắc mãn đời này anh sẽ giàu bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều, nên biết mình chết rồi, ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc sinh vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người lại. Có tính cũng không xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai, tức em mình. Lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não, anh nhìn ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật, quy tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn qua. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét qua viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, tức là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau, lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh. Kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không quá giải oán hận thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu dai dẳng không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba. Chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày. Đây không thể không ca ngợi oai thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế, buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả yêu hận trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam, bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến trăm năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạn tử, hoặc chết lành. Đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối đời rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến. Giống
như bài Hảo Liễu Ca đã viết: người đời đều cho thần tiên hay, mà chuyện công danh lại dẫn say. Xưa nay tướng soái nơi nào đây, một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy. Người đời đều cho thần tiên hay, những hám vàng bạc lòng không khuây, suốt ngày những mong chứa cho đầy. Đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây, lúc sống ái ân kể suốt ngày, lúc chết liền bỏ theo người ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, muốn đông con cháu lòng không khuây. Xưa nay cha mẹ thực khờ thay, con hiền cháu thảo ai thấy đây. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu, nghĩa là ngộ, là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế nên chớ dội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi vì họ nghĩ đến, đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh. Tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may vị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ kỹ càng, tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được quả nhãn kim tinh, nghĩa là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày, bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hàng ngày những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh. Nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổ nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường mà bạn không cần tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra, nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn, ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tính tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ, chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề,
nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao, là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay mà kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, khi thè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói giọng ngữ. Thực ra không nói láo mà còn chưa nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra có nói tới nói lui, thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo, mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh, bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng, bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng theo Phật. Khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự Pháp hội lễ lương hoàng sám, hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sấm vang nhắc nhở, bạn xin tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và xin tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên cũng đừng quên Ngài tuyên quá khai thị. Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay mới là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật, Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật, Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta lìa khổ được vui. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu, cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo, đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi. Bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được. Xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy, hãy biết lỗi là phải sửa liền. Đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật, Bồ Tát gia trì. Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư? Hỏi. Trong kinh Địa Tạng giảng miêu tả thiên địa quỷ thần thường hộ người niệm Phật lễ Phật, không để cho hung sự quả tai vào cửa, không cho có các nạn thủy lửa trộm cướp dân dân xảy ra. Nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. Nhưng còn thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp những nạn như bệnh hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ, dân dân. Ngay bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh
đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài nghi những gì trong Kinh Địa Tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp: xin hãy đọc kỹ Kinh Địa Tạng, đừng có ngắt câu trích nghĩa diễn giải theo ý mình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ Tát giảng đề cập đến những vị được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu lễ Phật tụng kinh, khuyên người tin Phật học Phật, sẽ được 100.000 quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại thế này, nếu không phải thiện nam, thiện nữ mà lễ Phật khuyên người tu học Phật, thì chỉ là người kết Phật duyên, trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật tu trì. Không trồng thiện nhân sao có thiện quả, vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích. Thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ra sao? Phật gọi nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam thiện nữ. Thiện là ưa nghe pháp tin Phật. Tuy người tại gia có vợ chồng, nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn giống như người xuất gia. Còn những kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, gây chửi ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cướp trộm, dòng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tất phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quỷ thần làm hộ pháp cho? Lâm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến thưa hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp thế này. Có một cư sĩ nọ ở Canada làm ăn rất phát. Ông cúng dường chùa, in kinh và sách thiện, ấn tống không dưới mấy mươi vạn đô la. Nhưng mới đây bị tai nạn xe, thọ thương nặng. Ông một bề niệm Phật, cho đến lúc tắt hơi vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến 50 tuổi. Vì vậy, có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ. Xin Ngài giải thích giùm. Hòa Thượng hỏi: cô biết đời sống riêng tư của cư sĩ này ư? Con không rành lắm. Hòa Thượng bèn giải thích: ông này trước khi quy y Tam Bảo từng làm nhiễm ô nhiều cô gái trẻ. Sau khi quy y rồi, dù có thu thúc nhưng vẫn chưa thanh tịnh. Hơn nữa, đối với hành vi tà dâm ngày trước, chưa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung, ông không ngừng niệm Phật, nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho. Cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi Đào Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường Tam Bảo và niệm Phật lúc lâm chung, thì ông sẽ bị tinh hoa linh tán, nghĩa là phạm lỗi ngoại tình hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tinh linh bị tán qua nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó nếu được sinh làm người thì sẽ bị làm hạng lưỡng tính, tức bán nam bán nữ. Trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Không nên ý rằng mình có cúng dường Phật Pháp Tăng, in nhiều kinh sách vân vân, thì chắc chắn sẽ giáng sinh cực lạc. Nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thương xót nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục, và khi sống hay gặp quả ương, thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật. Bằng không, có hôi cũng muộn. Nam nữ sĩ nói: ông ta chết đến nay mới được 30 ngày. Các chùa ở Canada đã làm lễ siêu độ cho.
Vậy có giúp gì được cho ông chăng? Ông có thể đến cực lạc không? Hòa thượng đáp, dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quay, nên phát tâm đại sám hối. Nhờ vậy mà từ cõi Quan Âm thiền đang thăng lên Phước Ai thiền, có vẻ như còn thăng lên Quảng Quả thiền nữa. Vì ta nhìn thấy cõi Quảng Quả thiền đang nhấp nháy. Thưa, vì sao còn nhấp nháy? Thì giống như thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy. Lâm nữ sĩ hỏi, thế ông ta có thể đến cực lạc chăng? Sư đáp, không chắc lắm, cần phải có người đức hạnh thanh tịnh tụng 49 biến kinh Địa Tạng và 3 bộ diệu pháp liên hoa cho ông ta. Lâm hỏi, người thanh tịnh là sao? Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát đạo dâm vọng, bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được. Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông có được chăng? Đáp, không rõ nữa. Lâm nữ sĩ hỏi, thế con thỉnh ngài siêu độ cho ông có được chăng? Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này. Ngài chỉ mới giảng mấy câu thì ông ấy đã thăng lên cõi trời cao rồi. Vậy ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc thì sẽ có hiệu quả mà. Nếu chỉ nói mấy câu mà được dạy, thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu uy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thành tịnh mà tụng kinh niệm Phật, thì sẽ chiêu dời nhiều chúng sinh từ hư không tới nghe Pháp, được thọ ích lợi theo. Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hạnh nguyện cho người đã mất, giúp họ có thể đến cực lạc. Nhưng chỉ ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài, chưa thể lập tức hoa khai kiên Phật. Trong số các đồng tu của người mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thành tịnh, cô có thể đến đó mời thỉnh. Lâm, vậy để con gọi điện hẹn mọi người thử xem. Con đang lo vì phải tụng nhiều quá mà hạn 49 ngày sắp hết rồi, e không kịp thì biết làm sao đây. Y hiện tại đã thăng lên cõi Quảng Quả thiền, không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày. Hôm nào tụng xong cũng được mà. Thế thì hay quá, để con mời người tụng, xong rồi sẽ gọi điện thưa thỉnh hòa thượng, có được chăng? Được. Hỏi, vì sao chư đại đức cao tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Đáp, Phật và lịch đại cao tăng đều thị hiện tướng phàm phu sinh ra nơi đời, sắc thân các ngài cũng là đất nước gió lửa hợp thành. Sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi sứ mệnh chư vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh mà không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ung bướu gan, phổi, bao tử, vân vân, nhưng không cảm giác đau nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh trì chú, vân vân, phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì, nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần nên tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là thị hiện tướng đẹp lành nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều. Hòa thượng Diệu Pháp kể, khi sư Tuyên Hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử, ngài cũng thị hiện tướng đau. Nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo, các người làm to chuyện lên rồi đa. Rồi ngài nói cười bình thường, sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm, thử thách mọi người. Tình thương của khỉ lông vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi kể về hồi trẻ lúc chưa xuất gia, rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau.
Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay dắt chó, đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Chúng tôi vội vàng nâng súng lên bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chia súng vào nó chuẩn bị bắn thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con rồi hướng tôi xua xua tay. Sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như muốn tôi bắn nó. Tôi hiểu ra khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và van tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt trào ra, vội hạ súng xuống. Tối đó, đồng bạn nấu thịt khỉ, tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác người. Ôi, thật là tội lỗi. Hòa thượng còn kể bạn ông có tài thiện xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết hầm rượu, nhiều vô số kể. Anh ta cũng ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn sau đó nên té chết dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim, tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp, tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như người. Tội sát sinh, một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Ếch báo mộng xin tha mạng. Mình tên Nguyễn Thị Ngọc Bích, pháp danh Trần Thiện Ngọc. Mình ở thành phố Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thực do mẹ mình kể lại. Mình ghi chép lại, mong rằng có thể giúp ích cho quá trình biên soạn sách thiện của ban biên tập Nhân Quả Báo Ứng. Và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh mà phóng sinh hướng thiện hành đức. Chuyện thứ nhất, ông cố mình, tức là ông ngoại của mẹ mình. Sau giải phóng, nhà nghèo không có gì ăn, ông cố mình hay ra ruộng bắt ếch, nhái nhảy, bù tọt gì nhốt lại, để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó, ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lạy từ trong nhà ra sân xin tha mạng. Ông cố mình nói, tôi có quyền gì mà tha mạng cho các ông? Rồi ông cố choàng tỉnh dậy, ngỡ là chiêm bao bình thường, rồi ngủ tiếp. Vừa chợp mắt thì lại mơ thấy y như vậy, nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem, nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy thùng ếch nhái rồi đi ngủ. Lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lại xin tha mạng và nói là đang ở trong thùng. Ông cố mình tỉnh dậy ra sau đếm thử, thì đúng 39 con ếch trong thùng. Ông lấy làm kinh ngạc, sau đó ông thả ếch ra hết. Từ đó về sau không còn bắt, không giết, không ăn ếch nhái nữa. Chuyện thứ hai là câu chuyện của ông bà hai, tức là con trai và con dâu của ông cố mình kể trên. Bà hai làm nghề bán cá, lươn nên sát sinh cũng không ít. Đêm đó bà nằm mơ thấy có một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước. Sau đó
người đó bảo là tiền thân của con lương ấy. Bà hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi, bỏ nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Một hôm, trong thùng lương bà bán hàng ngày, có một con lương lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lương ấy hoài, mãi chưa chịu chết. Phải đợi một hồi lâu rồi, nó mới chết để bán cho người ta. Cảnh sát và phú ông. Tiết Thành và Sử Đình là một đôi phu thê thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt. Chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài, sâu muộn ủ rũ. Số là họ có hai con gái. Bé Út tên Bảo Châu, do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng. Bảo Châu rất thanh tú khả ái. Đối với người ngoài, bé rất ngoan. Nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy, giận dữ, thường hét gây, hễ gặp người thân là đánh. Tiết Thành vì con gái mà phải bước vào đường học Phật. Anh thường tụng kinh phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà, thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô kể. Khoản chia ra kết xù, cộng thêm tâm thái muộn phiền, đã khiến người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chịu hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than. Tôi hết trụ vững nữa rồi. Bảo cho khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó? Nếu thật tôi nợ nó, thì phải trả thế nào đây? Nghe anh rầu rĩ kể lể, tôi bảo. Còn cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới. Bảo Châu hành cha mẹ thống khổ bội phần như thế này, đối với các vị đúng là không phải thiện duyên. Thực ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến Thượng Hải. Đầu đuôi như sau. Tại sở cảnh sát thuộc bến Thượng Hải cũ, có Hồ Cục Trưởng và thuộc hạ Tiểu Quách, hai người chơi thân thắm thiết, hết mực tin nhau. Lúc đó tại địa phương này xảy ra một vụ án bắt cóc, gây chấn động một thời. Do gã X là trùm giang hồ khét tiếng, vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến Hồ Cục Trưởng báo án, xin ông giải cứu cho. Nhưng Hồ Cục Trưởng tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nợ một khoản tiền kết xù rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó, ông sai Tiểu Quách đi điều tra sự việc. Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên trùm X lót tiền hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn phú ông, nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm, chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít. Cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tưởi, bị hà hiếp bức tử. Ông Hồ Cục Trưởng kiếp xưa, đời nay chính là Tiết Thành, còn thuộc hạ thân tín Tiểu Quách, giờ là ái thê Sử Đình. Do phú ông trong quá khứ, Phúc Lâm Chung lòng đầy oán hận, đã thề sẽ báo thù, hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên trùm X, do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục. Tôi bảo Tiết Thành, mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật tập tu, nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ. Phú ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho. Vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thường hành thập thiện và phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con gái. Hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội, tinh tấn tu không biến lười. Dẫu gặp đại khổ nạn gì cũng phải hiểu, đó là thử thách. Phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế, chừng khoảng 5-6 năm, nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui.
Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn ái thê Sử Đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt, để thành một gia đình Phật hóa. Chuyện bà heo năm hợi ở Sóc Trăng. Theo sư phó Tú Linh, chùa Mã Tộc, tức chùa Dơi Sóc Trăng, con heo tên năm hợi, chùa nhận vào năm 1989. Khi đó, chùa Dơi còn khá hoang du, cây cối rậm rạp, dơi bay rợp trời, đấu dày đặc trong vườn cây cổ thụ. Trong chùa có bà cụ Khiên, là người trông nom quét dọn chùa. Đêm ấy, sau một ngày mệt nhọc vì quét dọn chùa, rẫy cỏ ngoài giường, bà Khiên nằm ngủ mê mệt. Trong giấc mơ, Bồ Tát Hiển Linh bảo với bà rằng, ngày mai sẽ có một nữ thí chủ đến chùa xin quy y. Bà Khiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Bà trở dậy thắp hương trên chính điện. Bà Khiên tin rằng Bồ Tát Hiển Linh đã thông báo với bà một tin trọng đại. Sáng hôm sau, bà Khiên dậy sớm hơn thường lệ, vừa quét chùa bà vừa ngó chừng ra cổng xem có ai đến không. Ngày đó chùa Dơi rất vắng, lại chỉ có một cổng nhỏ, nên ai ra vào bà đều kiểm soát được. Gác cửa mãi đến tận trưa mà chẳng thấy nữ thí chủ nào như lời Bồ Tát báo mộng. Nghĩ rằng giấc mộng không hiển linh, nên bà Khiên tiếp tục công việc quét dọn của mình. Bà Khiên ngỡ ngàng khi phát hiện ở phía sau chùa, trong vườn Dơi, có một con heo cái rất lớn, đang ngủ ngon lành. Không biết heo nhà ai xông vào chùa làm ô uế không gian thanh tịnh, nên tức mình, bà Khiên cầm chổi đập nhẹ vào mông, đánh thức nó dậy. Tuy nhiên, bà Khiên làm đủ trò mà con heo không chịu dậy, cứ ủn ỉn rồi rên la. Bà phải nhờ mấy du khách dùng que ngoáy vào tai, cô nàng mới chịu ngút quắt cái đầu. Nhưng nó cứ đứng y một chỗ, không chịu nhúc nhích. Một du khách bỗng hét lên. Heo năm móng bà ơi, heo này thiên lắm, là cốt tinh của người đấy. Nói vào chùa là có duyên với nhà chùa rồi ạ. Lúc này bà Khiên mới nhìn xuống chân con heo ấy. Quá ra là heo năm móng thật. Heo bình thường có bốn móng. Khi ấy bà mới giật mình nhớ lại giấc mộng đêm qua. Thì ra nữ thí chủ đến chùa quy y chính là nàng heo này. Bà Khiên không đuổi heo đi nữa mà dùng nước lá tắm cho vị khách kỳ lạ này như rửa bụi trần. Nhà chùa nghe chuyện bà Khiên kể rồi chứng kiến những biểu hiện lạ của thí chủ mới đến cửa chùa. Cũng tin giấc mộng của bà Khiên là điềm báo của Phật. Vì thế, nhà chùa đã làm đủ các thủ tục cần thiết để nhận cô heo vào chùa. Bà Khiên chuẩn bị chỗ cho heo ở. Với nhà Phật, con heo cũng là một kiếp sống, nên nhà chùa đối xử với heo như mọi thành viên trong chùa. Ban ngày nó chạy rong trong khuôn viên, tối chui vào ổ ngủ, và đến bữa thì được các nhà sư mang đồ ăn cho. Thí chủ quy y kỳ lạ đó được mọi người đặt tên là Năm Hợi. Nghĩ rằng nhà chùa có khả năng quá giải nghiệp chướng heo năm móng ba giò, nên người dân quanh vùng dắt những con heo này đến gửi nhà chùa nuôi. Thế là trên trời có đàn dơi, dưới đất có đàn heo ủn à ủn ỉn suốt ngày. Cũng từ ấy, cô heo Năm Hợi trở thành đại tỷ của đàn heo đặc biệt tới hơn chục con. Điều đặc biệt là đàn heo không nghịch ngợm, không ủi đất, không phá hoại lung tung, và rất lịch sự, không ị bậy bạ ra chùa. Ngày nào cũng thế, bất kể nắng mưa, sáng sớm Năm Hợi dẫn đầu, đàn em theo sau, xếp hàng thứ tự từ lớn đến nhỏ, lục tục ra khỏi sân chùa đi khất thực. Chúng cứ lặng lẽ đi dọc đường, qua các khu chợ, khu dân cư. Đoạn đường đàn heo đi khất thực dài hơn 3 km, qua chợ Sóc Trăng, vào tận thành phố, rồi trở về chùa đúng lúc nhà chùa sắp tụng kinh. Người dân hai bên đường thấy đàn heo đi qua thì bố thí cho đồ ăn. Có lẽ đã quy y cửa Phật nên chúng rất hiền, tuyệt nhiên không càng quấy phá phách gì ngoài đường ngoài chợ. Người dân cũng rất tôn trọng đàn heo. Nhiều bà lão khi thấy chúng đi qua nhà mình liền mời dừng lại chơi, rồi dâng trầu và các chú yển thảnh thơi nhai bõm bẽm, miệng đó tươi, nhìn rất ngộ. Ở chùa, đàn lợn cũng ăn theo chế độ ăn ngọ, tức là chỉ ăn uống trước 12 giờ mỗi ngày,
sau giờ đó là không ăn gì nữa. Khẩu phần ăn của chúng đơn giản như các nhà sư, khất thực được thứ gì thì ăn thứ đó. Đồ ăn chủ yếu là đồ chay, thế nhưng chẳng hiểu sao chúng lại lớn rất nhanh. Cô Năm Hợi đạt kích cỡ khổng lồ nhất, nặng đến 400 kg, trông lừng lững như một chú voi con. Năm Hợi ở chùa được 7 năm thì viên tịch vì tuổi già. Sư phó Tú Linh của chùa Mã Tộc cho biết, cuối năm 1996, Năm Hợi chọn một nơi yên tĩnh ở góc giường chùa nằm nghỉ rồi quá một cách thanh thản, như thể tránh cho du khách viếng chùa khỏi trông thấy hình ảnh buồn. Chính những biểu hiện kỳ lạ này mà khi Năm Hợi chết, nhiều người đã đến hương khói cúng vái và họ đều xưng hô là cô Năm Hợi. Sau khi Năm Hợi cũng như những anh chị heo khác ở chùa chết cũng đều được các sư chôn cất trong nghĩa địa sau chùa. Lễ mai táng cũng đầy đủ thủ tục như mai táng người đã khuất. Sau khi Năm Hợi quá một ngày, có người đàn bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với các nhà sư. Nhiều lần người mẹ quá cố của con báo mộng rằng mẹ con đầu thai làm heo, tên là Năm Hợi, sống ở chùa Mahatup, tức là chùa Dơi, chùa Mã Tộc. Con mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn, để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nhà chùa đã đồng ý để người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu hoành tráng xong xuôi, thì người phụ nữ này chỉ đạo thợ xây ngôi mộ, vẽ hình một con heo béo tốt lên bia, ghi tên Năm Hợi với cả ngày hóa. Đại sư thăm bệnh. Câu chuyện có thực này xảy ra vào đầu năm 1990. Trương cục trưởng ngay từ đầu năm nay bỗng vướng bệnh lạ, tự dưng ông phát lạnh run, lạnh khủng khiếp tới buốt đầu choáng váng. Vào mùa hạ tháng 6 mà phải mặc áo bông. Từ lúc bị quái bệnh này, mặt ông tái nhợt, toàn thân ẩm ướt, một chút sức lực cũng chẳng còn, cho nên đành nằm dưỡng bệnh tại nhà. Hai năm nay ông đi khắp các bệnh viện danh tiếng dẫn khám, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh, tiêu tốn mấy chục triệu rồi, nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân bệnh, vô phương chữa trị. Mấy hôm gần đây, có người bà con giới thiệu là có một vị đại sư thần thông quảng đại, giỏi trị bệnh. Dù các y viện bó tay, ngài đều có thể chữa khỏi. Trường cục trưởng chẳng tin, mới đầu ông từ chối, không chịu đi khám bệnh. Sau vì thân nhân khuyên mãi, nên đành nghe theo. Ông cũng muốn thử xem, biết đâu gặp thầy hay thì có thể chữa lành. Khi đại sư tới, Trương cục trưởng đang nằm trên giường. Ngày hè tháng 5 mà ông lạnh tới răng va vào nhau lập cập. Đại sư trông còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi, dáng chất phát phúc hậu thuần khiết. Đại sư chỉ liếc sơ ông Trương một cái, thì ông đã run lẩy bẩy, tỏ vẻ kinh sợ cực kỳ. Đại sư như hiểu rõ, dịu dàng nói. Dòng linh đang chịu oan khuất kia. Đừng sợ, ta đến là để giúp người giải oan, tuy không hề có ý làm hại, nên xin hãy yên tâm, đừng lo lắng. Đại sư trầm ngâm một hồi rồi nói, ai là thân nhân của Trương cục trưởng thì ở lại nghe tôi nói chuyện, còn những người khác xin vui lòng tránh đi hết cho. Mọi người đi ra hết, trong phòng giờ chỉ còn lại Trương cục trưởng và cô em gái khoảng hơn 30 tuổi. Đại sư lên tiếng. Thực ra bệnh này cũng dễ trị, nhưng phải xem thái độ ông Trương như thế nào. Trương muội là em gái ông, nghe nói bệnh có thể chữa lành thì rất mừng, vội hỏi cách chữa trị như thế nào. Đại sư giải thích. Bệnh này là do một cô nương tìm đến báo oán. Cô ta vốn là em vợ ông Trương. Chuyện giữa hai người, ông là người rõ nhất. Đại sư vừa nói xong thì sắc mặt xanh lét của ông Trương bóng đỏ bừng rồi chuyển sang tái nhợt, dáng vẻ trông rất khó coi. Trương muội muội như sực nhớ, bèn hỏi. Ý đại sư nói là giữa anh con và cô em vợ Lâm Lâm ư? Cô ấy đã bị chết đuối khi còn rất trẻ. Chuyện này thì cô nên hỏi anh trai mình thì sẽ rõ. Nếu cô ta tự té xuống nước chết đuối thì đâu có gì phải ôm hờn báo oán. Đại sư bảo Trương muội.
Cái chết của cô Lâm có liên quan đến anh trai cô. Ông đã làm hại tới hai mạng người. Đại sư càng nói càng huyền hoặc, khiến Trương Muội ngơ ngác không hiểu thế nào. Đại sư bảo, hiện giờ không có người ngoài nào khác, xin ông Trương hãy tự mình nói ra mọi chuyện. Nếu không, làm sao tôi có thể chữa trị cho ông được? Lúc này ông Trương cúi gằm đầu xuống không nói câu nào, nhưng hình ảnh quá khứ lại hiện về trong tâm trí ông. Đó là một ngày mùa xuân, lúc đó ông đã kết hôn được 2 năm. Trong thời gian này, nhạc phụ và nhạc mẫu ông bỗng nối tiếp nhau tạ thế, bỏ lại đứa con gái út mới 16 tuổi. Vợ của ông, do cảnh nhà chỉ có hai chị em, chẳng còn cách nào khác, đành phải rước em gái về ngủ chung nhà với chồng mình. Hôm nọ, vợ ông có việc phải ra ngoài qua đêm. Ông Trương nhìn thấy cô em vợ tuy tuổi nhỏ, nhưng thân thể đã nảy nở, nên lòng dâm bộc phát. Thế là tối đó, ông dụ dỗ cưỡng đoạt cô em vợ. Nào ngờ sau đó Lâm Lâm mang thai, do tuổi còn quá nhỏ nên cô rất sợ hãi, lại thêm khó bề mở miệng kể ra với chị mình. Thấy bụng ngày càng phình to, lúc này nhằm vào niên đại 70, đang là thời kỳ đầu cải cách. Nếu như để người ngoài biết được thì chỉ càng xấu hổ thêm. Lâm Lâm rơi vào tình cảnh, nếu như không chết thì cũng bị phỉ nhổ. Cùng đường nghĩ quẩn, cô đành nhảy sông tự vận. Đại sư thấy ông Trương cứ ngồi im không chịu khai gì, liền nói, có vẻ như ông không muốn ta chữa bệnh cho, thôi thì ta về đây. Trương Muội thấy đại sư đòi về, bèn bảo Trương, anh hai, chúng ta đều là người nhà cả, có gì mà khó nói chứ, muốn trị lành bệnh thì anh phải kể ra như thầy yêu cầu đi. Thấy ông Trương vẫn nín thinh không mở miệng, Trương Muội đành quay qua năn nỉ đại sư, xin ngài chỉ bảo cho. Đại sư đem những gì mình nhìn thấy kể hết ra và thở dài bảo, xem như ông hại tới hai mạng người lận đà. Chứng lạnh rét trên thân ông là phản ảnh cảnh giới thọ khổ của vong linh cô nương bị oan khuất tủi nhục kia. Ông Trương không ngờ là hôm nay mình lại gặp một thần nhân biết rõ quá khứ ẩn tình của mình như thế, liền tỏ rõ thành ý. Nếu như được lành bệnh, sư dạy chi ông cũng làm theo. Đại sư nói, tốt, vậy thì nội trong 7 ngày thôi, ông sẽ thấy mình khỏe lại. Sang ngày thứ 8 thì qua đây đón tôi tới làm lễ siêu độ cho vong linh. Đại sư còn nhấn mạnh, nếu như ông không thực lòng sám hối, chẳng muốn siêu độ đàng hoàng cho vong linh, thì bệnh sẽ không lành đâu nhé. Hãy nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở. Quả nhiên đến ngày thứ 3, chứng rét run trên người ông Trương biến mất. Ngày thứ 4 rồi thứ 5, ông đã có thể xuống giường bước đi giống như người bình thường. Đến ngày thứ 7, thấy trên thân không còn cảm giác bệnh hoạn chi, giống như quái bệnh được bắt đem đi mất, chỉ thấy sức khỏe hơi còn yếu thôi. Tính ra đã 2 năm rồi, ông không có được cảm giác khỏe khoắn dễ chịu như thế này. Ông Trương ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng qua ngày thứ 8, ông không thèm làm theo lời dặn là phải đi thỉnh đại sư tới. Bởi ông thầm nghĩ, mình đã được khỏe thế này, xem như bệnh lành rồi, thì còn đến thỉnh đại sư làm chi nữa. Cho dù ổng có là thần tiên, mình cũng không muốn đối mặt với người biết rõ chuyện xấu mình từng làm. Qua ngày thứ 9, bệnh của ông Trương bỗng tái phát mãnh liệt, mức độ còn nặng và nguy hiểm hơn cả trước đây. Toàn thân ông rét run, răng pha lập cập, mặt tái nhợt, nhìn giống như người sắp chết tới nơi. Trong tình thế cấp bách này, vợ ông vội kêu xe vượt mấy chặng xa đến mời đại sư, nhưng đại sư đã đi vắng. Nghe nói phải 2 ngày sau sư mới quay về. Nhưng chưa tới 2 ngày thì Trương cục trưởng đã mạng vong. Sau đó tôi hỏi đại sư, vì sao ngài cố tình tránh mặt đi vắng? Đại sư đáp, gặp hạng người bối tín, chẳng có lòng tin, hành xử vô lương tâm, thì tôi chẳng thể nào chữa trị, vì chỉ phí công vô ích. Hãy xem ông ta hại cô em vợ, tính thêm đứa con trong bụng nữa thì là 2 mạng người. Tội này lớn lắm. Vì sao tôi biết rõ chuyện, nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra? Chính vì muốn tạo cho ông ta có cơ hội phát lộ sám hối,
tự mình thú nhận kể tội trước thân nhân. Nhưng ông ta một bề không biết lỗi, không có chút tâm ăn năn. Hạng người như thế, tôi làm sao có thể giải oan giúp cho được? Oan có đầu, nợ có chủ. Đành phải phó mặc cho oan quỷ đến bắt ông ta đi thôi. Đại sư còn kể cho tôi nghe, những kẻ hại người vướng phải quái bệnh, ngài đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng đa số đều chữa khỏi, tùy vào tâm thiện và tấm lòng thành biết ăn năn sám hối của đối phương. Chẳng hạn như có một cán bộ X nọ, bị đau lưng ngót mười mấy năm, ông đau đến cứ nằm trên giường lăn lộn rên xiết. Tuy đã đi khám, chẩn trị nhiều, uống thuốc chất đóng mà chẳng có chút thuyên giảm. Sau đó ông ta tìm đến đại sư, sư bảo: "Hồi mới giải phóng, ông có giết một tù binh rất tàn nhẫn, giờ y tìm ông báo thù." Nguyên tù binh đó là trưởng đoàn bên đối nghịch, tính rất ương bướng, ngoan cố. Lúc đó ông X đang làm trung đội trưởng, bèn sai lính thừa đêm tối đứng từ phía sau chém vào lưng tù binh, khiến ông ta chết đi. Lão cán bộ nghe nói rất khâm phục đại sư, bèn làm y theo lời ngài dạy. Ông về nhà siêng năng tụng kinh niệm Phật, hành thiện tạo phúc, chí thành cầu siêu cho nạn nhân. Hàng năm đều làm dỗ cúng. Kể từ đó lưng ông cán bộ hết đau. Ông nhân đây tỉnh ngộ, sống rất cẩn trọng, không dám phạm qua một lỗi lầm nào nữa. Đại sư kết luận: "Làm người trên thế gian, sống phải có lương tâm. Bản thân nếu lỡ làm ác, thì phải biết ăn năn sám hối, tu sửa chuộc lỗi. Chỉ những bệnh nhân nào sống có lương tâm, biết thủ tính và biết nhận lỗi sửa sai, thì tôi mới có thể chữa trị lành bệnh." Tên nhân vật chính trong chuyện đều đã được thay đổi. Bệnh vẫy nến. Tháng 7 năm 2000, tôi ghé nhà Vương cư sĩ ở Thượng Hải thì gặp một anh 30 mấy tuổi, học Phật đã 10 mấy năm, ăn chay được 3 năm, nhưng toàn thân bị bệnh vẫy nến. Tôi bảo: "Anh sở dĩ mắc bệnh này là do không biết hướng về những con vật mình từng giết, ăn qua, thành tâm sám hối, tụng kinh hồi hướng cho chúng. Chẳng khác nào anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không quan tâm đến khoản trả nợ mình từng thiếu trước đây. Những chúng sinh kia tự nhiên phải đến đòi nợ anh. Nếu anh có thể thành tâm sám hối, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng, nhất định sẽ được chúng tha thứ." 2 tháng sau, lúc tôi gặp lại anh ở Hàng Châu, thấy anh mặt mày hồng hào tươi tỉnh, ác bệnh đã hết. Cho nên không hiểu biết để lo sám hối cũng là vô minh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều biết thiện ác, biết thông tình đạt lý. Phát tâm sám hối cũng là bồ đề. Phật Pháp là diệu Pháp, là Pháp rất khó tin nổi. Nếu bạn đọc đoạn văn trên mà minh bạch đạo lý và không nghi ngại gì, thì ngay đây hãy bắt đầu thử nghiệm. Nên đặt mình vào vị trí những oan gia có mâu thuẫn đối nghịch mà suy xét, tìm cho ra lỗi lầm của mình. Nếu thật lòng đặt mình vào lập trường của họ để suy xét, nhất định sẽ tìm ra chỗ không đúng của mình. Được vậy thì sẽ buông xả được tâm sân hận. Buông xả được tâm sân hận rồi, ắt sẽ sinh khởi tâm bồ đề. Và còn tự trách: "Vì sao muộn như thế này mình mới thông hiểu Phật lý? Để hết lần này đến lần khác làm lỡ mất cơ hội thử nghiệm, giúp thăng qua bản thân. Mình thật quá ngu si." Có được tâm sám hối như thế rồi, cho dù còn chút miễn cưỡng cũng không hề chi. Vì sau này, mỗi ngày trong tâm bạn đều sẽ theo dõi, âm thầm nhìn và quan sát những sự tình phát sinh. Ngay cả lúc bị đối phương lăng mạ phỉ báng, không những bạn chẳng khởi tâm oán hận họ, mà ngược lại còn mỉm cười nhìn đối phương, nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Tự nhiên tận đáy lòng buông được tâm sân hận. Không những thế, bạn còn có thể vì đối phương ở trước Phật tụng 3 hoặc 7 bộ kinh Địa Tạng, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ được mạnh khỏe, công tác thuận lợi. Bạn thử làm như tôi bày xem, có lẽ sẽ có người nói: "Làm vậy chẳng khác nào tự biến thành Phật tử ngu ngốc đần độn." Quả thực là vậy đó. Nhưng tôi xin chúc mừng bạn, vì trong Phật môn giảng, dưỡng thành đại ngu mới là khéo, tu đến như si mới diệu kỳ. Nghĩa là đem bản thân mình chuyển thành một kẻ thuần phát,
không có chút vết tích gian lanh xảo trá, thì sự việc hy hữu sẽ lộ diện. Bạn có muốn thử không? Thế thì hãy tu và thực hành từ 3 đến 6 tháng xem sao. Khi đó, bạn nhất định sẽ minh bạch đạo lý, thấy tất cả đều là Bồ Tát, và tất nhiên sẽ sinh lòng cảm ơn bất tận. Tôi dùng biết bao văn tự để giải thích đạo lý, báo Phật ân, sư ân, chúng sinh ân, vì muốn khuyên hàng sơ học, lấy đây tăng thêm tín tâm tu đạo. Đến khi bạn thực sự có trí tuệ rồi, bạn tuyệt chẳng còn muốn mưu cầu danh lợi gì cho mình nữa. Nhất định sẽ tiến lên cao, phát tâm bồ đề, tự độ và độ người để báo ân Phật. Không những đời này phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành, quá độ chúng sinh, mà tương lai đời đời kiếp kiếp, ắt phát đại thiện nguyện, khiến bồ đề tâm tương tục bất đoạn. Bồ đề tâm không nhất định là phải gặp Phật mới phát, mà gặp thiện tri thức cũng có thể phát. Do vậy, người trí huệ không thể vọng sinh phân biệt, khởi ý xem thường, phải nuôi chí cầu Phật Pháp, khát ngưỡng học Đại Thừa, y theo Kinh Phật mà suy xét phân tích diệt thế gian. Không thể do người mà từ bỏ Pháp, hiểu rõ chuyện gặp tất cả thiện ác tri thức, đều có thể tạo thành nhân duyên phát bồ đề tâm. Gặp người oán hay không oán, người thân hay chẳng thân, trong lòng tình ái chẳng khởi, đối với chúng sinh bình đẳng như nhau. Nguyện mọi người nhờ điểm thiện này mà phát bồ đề tâm, đạt được giải thoát. Nếu mọi người đều có thể như thế, tin hiểu phụng hành, nhất định sẽ biết, đấy là chân ngữ, thật ngữ, không phải tùy tiện mà nói. Phát bồ đề tâm, hành đạo Bồ Tát, độ tất cả chúng sinh như cứu người trong biển lớn, mình cũng phải vào biển khổ. Chúng sinh thọ khổ, toàn mê không giác, cho nên mới khổ vô biên. Bồ Tát cứu khổ, giác mà không mê, cho dù không lìa biển khổ, nhưng ở đâu tâm cũng an. Chẳng những đời này độ chúng sinh, mà vị lai sinh nơi tam đồ bát nạn cũng chẳng xả bỏ bồ đề tâm vô thượng. Lại nữa, chỉnh sửa tập khí là rất khó, rất khổ, thậm chí khó thể nhẫn chịu nổi, giống như kẻ nuốt nhầm độc dược phải tống được nó ra. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong bụng người khác ói độc ra thay cho mình. Tu hành cũng chẳng được nôn nóng mong cầu thành tựu. Chư Phật Bồ Tát tùy thời sẽ gia trì chúng ta, nhưng trước nhất chúng ta phải nhả hết độc dược chứa trong lòng từ vô thị kiếp đến nay mới có thể nếm được vị ngọt cam lộ. Đây chính là đạo lý nhã cũ nạp mới. Đời này chúng ta quy y bái Tam Bảo làm thầy, nhưng vị sư phụ hướng dẫn người bước đi trên đường học Phật đó chỉ là đại diện Phật tiếp nhận đệ tử quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi thì chính mình phải tự bước đi trên đường tu, chứ không phải bái sư xong là vạn sự đều tốt lành thuận lợi. Chẳng thấy A Nan ngày ngày ở sát bên Phật nghe kinh thính pháp, nhưng do không tu định, suýt nữa thì bị Ma Đăng già dụ dỗ phá giới. Cho nên đệ tử Phật không nên chấp trước vào các hành vi xoa đỉnh gia trì. Khi sợ đỉnh là Phật chúc lụy đại pháp, nên mới sợ đỉnh đệ tử hoặc xoa đỉnh thọ ký. Như trong kinh Pháp Hoa phẩm chúc lụy có thuyết: Phật Thích Ca từ pháp tòa đứng dậy, hiện đại thần lực, đưa tay phải xoa đỉnh vô lượng vô biên Bồ Tát và nói rằng: Và ngay trong kinh Địa Tạng, Phật cũng xoa đỉnh Bồ Tát Địa Tạng. Đây đều là chúc lụy Phật Pháp, tuyệt không có ý nói vừa xoa đỉnh thì lập tức thành tựu. Chúng ta quy y rồi, phải nghe kinh suy ngẫm, phát trí, biết tự thanh tịnh ý mình, y giáo phụng hành mới có thể đạt lợi ích. Ni Diệu Hân. Năm 2004, tôi và cư sĩ Quả Năng đi đến Am Pháp Hoa. Lúc tôi đang giảng trên đại điện, bỗng thấy một nữ cư sĩ dìu một sư ni khoảng 40 tuổi tiến vào đại điện. Vị sư này chân trái không nhấc lên để bước qua bậc cửa được,
nên cô Phật tử phải dùng hai tay phụ Nhất Chân Ni lên, đưa giúp vào đại điện. Ngay khi đó tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng có dông một con rắn to đang quấn chặt quanh chân trái sư ni này. Đợi đến lúc sư hỏi nguyên nhân căn bệnh của mình, tôi liền chất vấn. Trước khi xuất gia, bà có giết qua nhiều rắn hay không? Trong số đó có một con rắn to. Tôi dùng hai tay miêu tả độ dài ngắn của con rắn. Bà lập tức nói. Trước khi xuất gia, tôi làm công tại tiệm ăn, từng giết rất nhiều loài vật. Trong số đó có một con rắn to. Sau khi xuất gia rồi, tôi cũng đã sám hối trước Phật. Tôi giải thích. Con rắn này là xà dương. Đời quá khứ, nó cũng từng xuất gia tu hành. Do tâm sân nặng mà bị đọa làm vua rắn. Xin bà hãy vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để siêu độ. Cầu cho nó xin làm người trở lại, xuất gia tu đạo. Và tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nó. Rồi tôi dặn dò. 9 giờ tối nay, khi bà tỉnh tọa, hãy vì xa dương niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng nửa tiếng là được rồi. Tôi và Quả Năng cũng sẽ phụ giúp bà siêu độ xà dương cho thành công. 7 bộ kinh Địa Tạng này bắt buộc bà phải tụng trong 3 ngày. Tụng càng nhiều càng tốt. Tối đến khi tỉnh tọa, tôi giảng yếu nghĩa tâm kinh cho vong linh xà dương nghe và khuyên nó nên buông bỏ tâm sân hận. Vì làm vậy chính là tạo công đức, tức khắc sẽ được đầu sinh nhân gian trở lại tu hành. Xà dương vâng lời, thế là nó liền đi đầu thai, xin vào một nhà phú quý, là một bé trai. Tôi quan sát, thấy đến năm 17 tuổi thì nó sẽ đến thiên đài xuất gia làm tăng. Hôm sau, lúc tôi và Quả Năng dùng cơm sáng, vị sư ni đến cảm tạ và nói cái chân đau đã lành rồi. Tôi nhắc bà phải tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng để gia tăng thêm phúc báu cho bé trai kia ở nhân gian. Hôm ấy giảng pháp sáng xong, tôi nghĩ dùng cơm trưa xong thì giảng tiếp đến 4 giờ rưỡi chiều, rồi đợi cư sĩ Ninh Ba lái xe đến đón về. Nhưng khoảng 4 giờ chiều thì vị sư ni kia đột nhiên đứng dậy, chạy tới trước tôi la lớn. Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi! Rồi bà đứng tại đại điện, vung vẩy tay áo tràng, quờ tay múa chân. Lúc đó các cư sĩ trong điện đều rời chỗ ngồi đứng dậy vây quanh. Tôi thỉnh mọi người hãy vì sư niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng tôi vẫn đứng giữa điện, vừa trì chú Đại Bi vừa quan sát, để tìm xem là linh thức nào đang gá vào thân bà. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Tôi vẫn chưa nhìn ra là vong linh nào đang đến đòi nợ vị ni kia, đành phải cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Đột nhiên, vị ni đang quơ tay múa chân kia bỗng té nhào xuống, nằm sóng xoài trên đất, chân trái duỗi ra, chân phải cong lại. Trong chớp mắt, tôi nhận ra hình dạng này giống y như hình hài một cô gái bị té lầu chết. Lúc đó tôi rất bàng hoàng, lòng thực sự lo âu vì tình huống phát sinh bất ngờ này. Những niệm ưu tư này trong chớp mắt đã tan biến, bởi tôi tin chắc rằng Phật Bồ Tát tuyệt không hề ngồi nhìn mà bất quản, nhất định các ngài sẽ từ bi gia hộ. Khi đó mọi người niệm Phật vang trên đại điện, chú Đại Bi lại về trong tâm tôi. Tôi tin chắc vị sư này không thể chết đi, cho dù sắc diện bà đã chuyển sang sắc tối đen cực kỳ u ám. Trong suốt 10 phút, vị sư không hề động đậy. Tôi cảm thấy đại chúng cũng đang lo âu cho sự sống chết của bà. Nhưng do tôi cứ đứng yên chắp tay trong đại điện, nên mọi người cũng an lòng, bình tĩnh niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đột nhiên vị ni kia lồm cồm đứng dậy, hai tay chắp lại đi về phía tôi, miệng lớn tiếng rên rỉ. Ngài Quả Khanh, xin hãy cứu tôi! Tôi thầm cảm tạ Phật lực gia trì, khẽ hỏi. Người là ai? Vong linh đáp. Tôi là một cô gái 22 tuổi, nguyên là có 2 nam nhân muốn cưới tôi. Nhưng hắn... Chỉ tiền thân vị ni này kiếp trước là nam. Vì muốn chiếm đoạt tôi, nên đã lừa tôi lên lầu, giở trò xâm hại vô lễ.
nhưng tôi kiên quyết không thuận theo. Vì không được thỏa mãn thú tính, nên hắn đã xô tôi té lầu mà chết. Lúc đó oan hồn tôi một mực đeo theo hắn, rất muốn báo thù, giết hắn chết. Nhưng do hắn còn phúc báo quá lớn, nên tôi không thể tiếp cận làm hại được. Mãi đến sau này, khi hắn chết đi rồi thì đầu thai làm nữ nhân. Xong, tôi vẫn chưa thể tiếp cận báo thù được. Rồi đến khi hắn vào làm ở tiệm ăn, tạo đại sát nghiệp, tự tàn phá phúc báo của mình, khiến phúc thọ bị giảm, thì xem như tôi đã có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng đột nhiên hắn lại xuất gia. Vì vậy mà ngay trong đời này của hắn, tôi vẫn chưa báo được cừu thù. Suốt hai ngày nay, tôi đã được nghe ngài thuyết pháp, nên cũng minh bạch lý nhân quả. Tôi thầm nghĩ, đời trước hắn hại tôi chết, ắt là có nguyên nhân khuất tất trước đó nữa. Biết đâu tôi cũng đã từng hại chết hắn. Nếu như bây giờ tôi báo thù, thì oan oan tương báo sẽ tiếp nối tái diễn không bao giờ dứt. Thế thì tôi sẽ thống khổ hết chỗ nói. Vì vậy mà tôi không còn muốn báo thù hắn nữa. Cầu xin ngài hãy chỉ cho tôi con đường sáng để đi. Dù khi nạn nhân trình bày, lời nói không được rõ ràng, nhưng tôi rất hiểu. Oan hồn cô gái này đã hỉ xả, chịu buông bỏ oán thù, phát tâm muốn quy y Phật. Thế nên tôi bảo, nơi này gần Phổ Đà, cô hãy đến đó bái Bồ Tát Quan Âm làm thầy mà tu hành nha. Tôi nói xong liền thấy Sư Ni thần thái khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ phấn khởi mừng vui của vong linh. Mấy vị nữ cư sĩ liền dìu bà vào lưu phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cư sĩ Ninh Ba thúc tôi khởi hành. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, bỗng nghe tiếng gọi to. Ngài Quá Khanh, xin hãy đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn, thấy Sư Ni hồi nãy hình dáng giống cô gái trẻ tuổi bước ra. Tiến đến trước tôi quỳ xuống bậc thềm, biểu thị lòng cảm tạ. Tôi bảo, đó là nhờ Bồ Tát Quan Âm từ bi gia hộ. Chúng ta nên làm đệ tử ngoan của Bồ Tát. Ngài lúc nào cũng gia hộ cho các Phật tử. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắc nhở. Nếu tâm sinh khởi chút ý hận, cho dù là trong khoảnh khắc, cũng sẽ quân thành tập quán xấu. Vì vậy phải lo tu chỉnh sửa sai ngay. Không nên dung dưỡng chút lỗi nhỏ nào. Cần cảnh giác trong từng khởi tâm động niệm, lúc nào cũng phải luôn đề tỉnh, giữ chánh niệm, tăng gia quán chiếu, tập tu hạnh nhẫn. Được vậy mới không sinh phiền não, mà còn tăng thêm công phu tu cho bản thân. Mình. Anh Long ngụ ở ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống bằng nghề đánh lưới cá. Mỗi ngày anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá tiền. Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hàng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền, nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm. Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào viện cấp cứu. Hai đứa con thì eo uột ốm yếu và chậm phát triển. Mặc dù đã chữa trị bồi bổ rất nhiều, nhưng chúng cũng không khá hơn. Riêng anh thì mắc chứng bệnh say xỉn. Hằng ngày cứ chiều đến là đi nhậu với bạn, hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe, lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau, gia đình sống không được hạnh phúc. Một hôm như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn 2 mét. Vài giờ đồng hồ sau, cá mắc lưới rất nhiều. Anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ bắt cá, bỏ trên chiếc xuồng. Do mải mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng, lộn nhào xuống ao, người mắc vào lưới. Anh càng cựa quậy cố thoát ra thì lưới càng quấn chặt. Cuối cùng anh phải bị chết giống như những con cá mà anh lưới bắt hàng ngày. Dân làng được tin kéo nhau đến xem, nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền. Trích: Lành giữ nghiệp báo, Thích Chân Tín.
chuyển đổi số mệnh. Số mệnh con người có thể cải đổi, người ta có thể dùng phương cách đúng đắn để cải số và định đoạt tương lai cho mình. Tiến sĩ Liễu Phạm Triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông viết ra cuốn Liễu Phạm Tứ Huấn, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của Phật giáo để cải đổi số mệnh mình. Thông qua đó cũng đủ chứng minh, mệnh tự ta lập, nhân quả báo ứng là không dối. Sau đây xin kể câu chuyện có thực, chứng minh số mệnh có thể sửa đổi. Phùng Lập Khiêm là một nam nhân tài ba có tiếng tăm, đã tốt nghiệp đại học. Hồi còn đi học, anh rất ưa nghiên cứu kinh dịch, bói toán và thường dùng những kiến thức này tự xem số mệnh cho mình. Mỗi lần áp dụng thấy hết sức linh nghiệm, vì vậy anh tin số mệnh con người đã được định sẵn. Có lần anh đến bái kiến một vị thầy kinh dịch nổi danh, ông ta tiên đoán nhiều điều về tương lai anh, quả quyết rằng sau này cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài tới 15 năm, rồi sẽ ly tan. Lý do xuất phát từ cô vợ. Nghe vậy Phùng rất bất an, hy vọng tìm ra cách hóa giải. Quả nhiên tất cả mọi việc đều đúng như vị thầy kia tiên đoán. Phùng thi vào viện nghiên cứu dễ dàng, rồi tốt nghiệp, làm việc, sau đó liên tục được cất nhắc. Cuối cùng thì treo bảng lập công ty, đạt được thành công dễ dàng. 3 năm sau, anh kết hôn với một cô gái hiền thục xinh đẹp. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, khiến Phùng dần dần quên hẳn lời tiên tri năm nào từng khiến anh lo lắng bất an. Vợ chồng chung sống đầm ấm, chớp mắt đã đến đoạn cuối của 14 năm. Ngày nọ, ái thê Phùng đột nhiên phát hiện dưới nhũ qua phải của nàng có một khối u nhỏ, cứng, to cỡ trứng gà. Sưng đau khó chịu, nàng liền đến bệnh viện kiểm tra. Mới hay mình bị ung bướu tuyến sữa thời kỳ cuối. Bác sĩ phán, vợ Phùng tối đa chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi. Đối diện với chứng bệnh quái ác này, cả nhà rơi vào sâu thẳm khôn nguôi. Lúc này Phùng mới sực nhớ đến lời tiên tri ngày xưa, thầm than, đúng là định số đã an bài. Trong lúc đang ở bên bờ tuyệt vọng, Phùng tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời của Quả Khanh. Trong đó mỗi câu chuyện đều sinh động chân thật, khiến anh cảm thấy được giáo dục sâu sắc và dần dần hiểu rõ. Chỉ có tin sâu nhân quả, dứt ác hành thiện, tu theo Phật Pháp mới có thể chuyển đổi số mệnh. Vợ chồng Phùng từ đó bắt đầu nhen nhóm hy vọng về cuộc sống mới. Nhờ bạn bè trợ giúp, anh gặp cư sĩ Quả Khanh. Thoạt nhìn sắc diện xanh nhợt của vợ Phùng, Quả Khanh dịu dàng chỉ ra những nhân ác, các tội nghiệp chất chồng trước đây nàng đã tạo, thành tâm sám hối các ác nghiệp, đúng pháp, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho tất cả chúng sinh từng bị nàng làm tổn hại. Vợ Phùng nghe xong, về nhà liền bắt đầu thực hành. Do ước muốn được sống bừng lên mãnh liệt, khiến nàng chẳng dám có chút ý cao ngạo. Hằng ngày kiên trì quy tụng kinh Địa Tạng, lễ sám, phóng sinh, in kinh sách thiện. Nửa năm sau, kỳ tích xảy ra, ác bệnh kia đã lành hẳn. Hiện giờ, Phùng và vợ đã nắm tay nhau bước vào năm thứ 16 của cuộc hôn nhân. Vốn là gia đình sắp ly tan, nhờ tu học theo Phật Pháp mà chuyển đổi, biến thành gia đình Phật hóa sống hạnh phúc. Kinh nghiệm thực tiễn này đích thân hai vợ chồng cùng nếm trải, khiến họ càng tin chắc số mệnh nằm trong tay mình. Nếu mỗi người có thể thâm tín nhân quả, dứt ác hành thiện, y theo lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật, ăn chay, đúng lý đúng pháp mà tu, thì đời này không những có thể cải đổi số mệnh, mà còn có thể liễu thoát sinh tử, lìa khổ được vui, khai mở trí huệ, sống thông dong tự tại. Giải thích thêm, Phật Pháp như ánh dương, những tội sát đạo dâm vọng con người hàng ngày tạo cao như núi băng, mỗi ngày một tăng, sâu dày kiên cố, giống như địa ngục băng, mãi mãi lạnh lẽo khốc liệt. Chỉ người hữu duyên mới có thể nghe và tin thọ Phật Pháp, biết lỗi nên sửa, hiểu rồi liền thực hành.
đây giống như dần dần hiện lên giữa băng giá kiên cố, không bao lâu sẽ khiến băng tan thành nước, và nước này có thể làm lợi khắp vạn vật. Không tranh cùng người, chẳng những giúp chúng sinh duy trì mạng sống, mà còn vì chúng sinh rửa sạch cấu uế, trở nên thanh sạch. Đây chính là căn bản người tu đạo. Phát nguyện hồi hướng. Trong kinh Địa Tạng, Phật giảng giải có đủ loại công đức và nhấn mạnh tầm quan trọng của hồi hướng. Nếu có thể đem thiện sự hồi hướng cho pháp giới, thì công đức người này trăm ngàn đời thọ an vui vi diệu. Nếu chỉ hồi hướng cho gia đình quyến thuộc và lợi ích của bản thân, thì chỉ hưởng có ba đời. Theo lời Phật khai thị, chúng ta có thể nhận ra, người tu cần có tâm quảng đại, làm việc thiện không nên tham cho mình, mà hồi hướng cho pháp giới, thì phúc kia không gì có thể sánh kể. Nếu bạn bố thí hành thiện rồi hồi hướng cho phúc báu nhân thiên, mặc dù thực tế bạn có quyền chuyển khoản hết về kho phúc báu nhân thiên, nhưng xét theo cứu cánh thì việc này dễ gây ra nhân duyên chướng đạo. Bởi từ xưa đã có câu, phú quý khó tu. Được phú quý mà không có trí tuệ soi đường dẫn lối thì rất dễ tạo ác, cuối cùng lại bị đọa vào ác đạo, biến thành tam thế oán, như trong Tạp Thí Dụ Kinh đã kể ra câu chuyện thế này. Có một trưởng giả ham phú quý nên dốc sức cúng dường chúng tăng. Gặp một vị La Hán không những chẳng khen ngợi chi mà còn bảo ông là có tội. Bởi vì trong phúc thì sẽ được hưởng phúc báo khoái lạc nhân thiên. Chính ngay lúc hưởng thụ sẽ phát sinh tâm kiêu ngạo tự cao, bất kính Phật Pháp Tăng, khởi niệm tham lam phóng dật, do vậy mà sau sẽ bị đọa ác đạo. Vì vậy chỉ có phát tâm bồ đề, quyết chí cầu giải thoát sinh tử, hồi hướng cho thành tựu vô thượng Phật đạo mới là chánh lộ.